Nhà Jin Mai xin được kính chào tất cả các bác ạ. Hôm nay anh em vừa về một chiếc xe mini Nhật. Cách đây từ thời Showa Resto. Cái mini này là hàng mới tinh nguyên thùng, chưa qua sử dụng. Cách đây ở bên Nhật thì khoảng mấy chục năm rồi. Chiếc này gọi là Kawamura. Xe này là bánh 24 inch các bạn. Những cái dòng xe cổ như này thì tất cả chi tiết của xe thì đều là hàng made in Japan. Và bây giờ thì nó rất là hiếm. Và để kiếm được một chiếc xe hàng lưu kho ở bên Nhật mấy chục năm ấy thì nó cũng tương đối là công phu, cũng như là cái giá tiền của nó cũng tương đối cao một chút. Đấy, như chiếc này chẳng hạn thì ở bên Nhật thì cách đây khoảng tầm cái thời Showa Destro thì em không biết chính xác cái này là sản xuất năm bao nhiêu, nhưng mà cái thời đấy ở bên Nhật thì nó quanh những năm khoảng cách đây khoảng tầm 20 đến 30 năm. Đấy, những quanh những năm 70 đến từ 65 đến 70 80 trở về trước. Đấy, thì chiếc này quanh nó cũng phải tuổi đời của nó phải trên 20 năm rồi khoảng đấy các bác ạ. Đấy, ngày xưa thì nó là 37.800 yên. Đấy, là chưa có phí vận chuyển với lại bên vận chuyển nội địa Nhật ấy, và chưa có phí cước bay về Việt Nam. Thì cái thời điểm cách đây từng đấy năm mà nó giá đã 37.800 yên. Đấy, tất cả giấy tờ nguyên bản theo Nhật, và cái thùng xe thì họ cũng gửi luôn kèm cái thùng cách đây mấy chục năm rồi, bắt đầu có màu thời gian rồi. Thì em đã mở thùng khui thùng tối hôm qua, sau đấy thì em cũng đã lắp lên và vừa là rồi thì em cũng đi ra ngoài đường chỗ phố Giảng Võ đây để đạp qua, trải nghiệm qua, lắp lên tổng thể và cũng đã kiểm tra dầu mỡ. Sau đấy thì tiện thì quay luôn giới thiệu với tất cả các bác. Chiếc này là về size xe thì là size như hãng ghi công bố là nó là SC24, nghĩa là bánh 24 và dành cho chiều cao từ 1m37 đến khoảng 1m63. Đấy, tất cả giấy tờ nguyên bản theo Nhật là em khui bóc cái bóng luôn. Đấy, có cả lồng. Và bắt đầu em đi vào chi tiết này, về hệ thống bánh thì chiếc này dùng cái cặp lốp là cặp lốp 24 inch. Đây, lốp 24 inch, và cái đường này 24 nhân với size lốp là 24 x 1 3/8. Cái lốp này thì đều là made in Japan các bác nhá. Để em xem cái made in nó nằm ở đâu. Họ để lưu kho mấy chục năm rồi đây. Đây là cái mã của cái lốp. Cái hãng này là Kawamura. Đây. Những cái chiếc xe này thì em sẽ từng chi tiết một em sẽ mô tả đến giới thiệu đến tất cả các bác, là nó đều là sản xuất thủ công, gọi là sản xuất tại Nhật. Đấy, nhưng cách đây mấy chục năm. Đây, lốp made in Japan này. Đấy, 24 inch. Đây còn cái thương hiệu của nó đây. Silver Star. Đấy, Silver Star. Hệ thống vành nó là vành nhôm để em xem, và tất cả các vành này cũng đều là dấu Jeep Japan hết các bác nhé. Đây này, của Stanet này. Thì tất cả các cái sản phẩm mà có cái made in Japan sản xuất ở tại Nhật ấy, thì nó đều có những dấu Jeep như này. Đấy, các bác chơi các cái hàng nội địa Nhật thì nó sẽ như vậy. Vành cũng là 24 x 1 3/8, căm này căm lốc màu sáng bóng luôn, mấy chục năm rồi nhưng mà nó chưa qua sử dụng ấy, thì họ được bảo quản rất là tốt để nguyên trong thùng. Đấy, hệ thống khóa này, khóa là Kawamura khóa này. Đấy, trong bấm một pha thứ này khóa rất là nảy luôn. Hệ thống phanh là phanh ngàm của Dia Comper. Đấy, cái thằng này cũng là phanh made in Japan luôn các bác nhá. Đấy, còn Sigma là cái bộ gạt cái phát điện này. Gạt cái này xuống thì phát thì nó sẽ quay bóng điện, nó sẽ kêu à, nó sẽ ánh sáng luôn, nó sẽ phát sáng luôn. Đây cái phần để cái gọng nước này à, để cái giá đỡ cái lồng này à, đều là chữ Nhật hết này. Đây, cái ngàm phanh thì cái made in Japan của nó ở bên này các bác nhá. Đây đấy, made in Japan này. Đấy, còn cái tem của cái khung xe này gọi là Kawamura này, cái này nó là dòng Nine Kawamura, tem của hãng đây. Đấy. Tất cả chi tiết đều có dấu Jeep này. Tất cả các cái chi tiết của xe thì đều có dấu Jeep này. Đây, Mondi là dấu Jeep Japan này. Đấy, các bác nhìn rõ không ạ? Em quay bên ngoài trời cho nó mạnh ánh sáng đây. Stanet. Tất cả đều made in Japan hết, cái ghi đông này. Chuông này. Đấy. Chuông và Dia Comper là cái tay phanh này, 22.2. Đấy, đều là Japan hết các bác nhá. Đây. Kêu rất là to luôn. Đấy.
Đây phanh, cái nhựa cũng là cái tay nắm cũng Kawamura. Dây vàng đi Acampo. Lồng cũng vậy, lồng nguyên bản của hãng luôn, cũng là Kawamura. Pedal. Đây cái khung này thì cái khung này là khung thép Chromo. Đấy cho nên nó rất là nặng. Thép em cảm giác là nhất nó phải tầm hơn mười mấy cân đấy. Cả thùng xe về là tận 19 cân, sát 20 cân các bạn. Đấy trục đều dấu dít Japan này. Từ ngày xưa này, đây dấu dít Japan này. Đấy, mã số khung của xe đây. Đây Kawamura giỏ đĩa này. Pedal cũng pedal Nhật này. Đấy, SP516 này. SR, pedal SR. Đây em vừa đặt chân thôi nhé, các bạn coi như là em trước này em sẽ coi như là em đã bóc tem, nhưng bởi vì là phải đi trải nghiệm mà lắp lên, họ lưu trữ mấy chục năm rồi. Đấy hệ thống đây, phanh đây, Kawamura. Phanh này phanh sau đây. Đấy chân trống cũng thế, chân trống cũng zip Japan luôn. Trước này thì em mua ở bên đấu giá bên Nhật thì nó không có cái Gabaga này. Nhưng mà để tìm được một cái Gabaga này đúng cái thời Showa cách đây mấy chục năm ấy thì là cũng phải sưu tầm ở các cái cửa hàng, các cái shop mà chuyên bán cái đồ cổ. Thì em mua được cái này là mới tinh, em cũng vừa mới bóc cái giấy bóng như này ra xong em lắp lên thì nó vừa khít luôn, nó là 24 inch luôn, vừa khít cái xe luôn. Và riêng cái bộ Gabaga này thì về đến Việt Nam em mua bên Nhật nó khoảng 2800 cộng thêm 600-700 yên, 800 yên tiền cước nội địa nữa, về đây nó cũng gần 900.000. Đấy lốp sau đây. Đấy dấu dít hết các nhá, đây. Đấy, nó sẽ khắc các cái dấu dít này. Chỉ cần cái biểu tượng dấu dít này là dấu Japan này, nội địa Nhật này. Và tất cả các cái hắc cũng vậy. Đây. Đây là Shimano Japan luôn các nhá, không biết các bác. Đấy, Shimano Japan này. Đấy. Và nó sẽ có cái dấu dít này. Đấy, cái dấu này hệ thống giấy và dấu vào cái dập chìm này. Và các cái hắc này. Nói chung là từng chi tiết một họ cái thằng Nhật này nó đều có cái khắc cả. Đấy, yên này, yên Kawamura. Yên có cái lò xo rất là êm. Đấy và cái các cái cọc yên này, đây. Cọc yên. Đây cọc yên này, qua này. Đấy, đều là dấu dít luôn. Cái dấu dít của cái cọc yên thì nó là nằm ở phía dưới các bác nhá. Nới lỏng cái yên này rút lên thì nó sẽ có một cái dấu dít giống như thế này. Giống dít giống hệt cái phần ở cổ ấy, cái cổ đây, nó sẽ nhẹ luôn, đều là của Stanley. Đấy, đều Japan hết các bác nhá. Đấy các bác muốn chơi xe hàng Nhật nội địa mà cách đây mấy chục năm thì bây giờ sẽ kiếm những con như thế này, còn xe đời mới thì nó rẻ hơn. Xe đời mới bên Nhật thì các cái con xe mini thì đa phần nó ở bên Nhật thì nó cũng khoảng 15-20 nghìn yên thôi, trên dưới khoảng đấy, nó bên Nhật nó khoảng tầm 3-4 trên dưới 4 triệu, 5-6 triệu tùy theo phân khúc. Đấy còn cái phân khúc mà có các cái bộ chuyển số trong thì nó cũng sẽ cao tiền hơn một chút tùy theo từng phân khúc. Thế nhưng mà đã chơi những cái dòng xe Nhật cổ ấy thì là những cái dòng này. Nó gọi là thời Showa Retro thì các bác có thể tham khảo thêm ở trên Google giúp em một chút, bởi vì em cũng chỉ tìm hiểu thông qua Google thôi. Còn những cái dòng xe về thì những cái dòng cổ này thì giá của nó tương đối cao cho nên em cũng ít khi được trải nghiệm. Thỉnh thoảng mua được những con nào đấy thì về thì mình trải nghiệm những con đấy thôi. Còn như mỗi dòng nó có những cái nét đẹp riêng, mỗi hãng nó có cái phân khúc và cái hãng phân khúc với cái giá tiền khác nhau. Đấy. Màu sơn của nó bao nhiêu năm rồi nó vẫn như này. Màu này nhìn tổng quan xe lên rất đẹp các bác nhá. Em quay xa ra một chút để các bác nhìn này. Đấy, chiếc mini bánh 24 inch của Kawamura. Đấy, dòng này dòng liên đê. Đấy, thử luôn cả được một cái chắn cái gắp ga. Đấy, chiếc này có cả chắn bùn trước sau đồng bộ, có lồng. Đấy, chỉ bây giờ chỉ có thiếu đèn thôi. Chắc là lắp đèn trước có. Đây trước phát sáng bình thường các bác nhá. Em quay thử này. Đấy. Đấy vẫn sáng bình thường nhá. Nhưng em đang cầm một tay quay cho cái xe nó hơi nặng. Cái này phải gần 20 cân đấy các bác ạ. Tầm có thể tầm 15 16 cân cái xe. Rất là nặng, trên cước bay của những chiếc này thì nó rất là cao. Về đến đây sát xít soát gần 4 triệu các bác nhá. Một chiếc này. Bên mua bên Nhật nó cũng đây ba mấy thì 40 cộng với phí nội địa Nhật nó khoảng tầm 7.000 yên nữa. Đấy, nó phải 45.000 rồi. Mua bây giờ thì nó khoảng tầm 8-9 triệu, nhưng cộng thêm 3-4 triệu thì cứ bay về đây nó hơn chục triệu. Chiếc này về thì là quanh 12 triệu, gần 12 triệu rưỡi. Đấy, em những chiếc này thì sẽ giao lưu với các bác với cái mức giá là cộng thêm 500k các bác nhá. Em cộng thêm công lắp và kiểm tra rồi dầu mỡ rồi công đấu giá thì cộng thêm 500-700 tùy theo địa điểm ship các bác nhá.
bác mà quan tâm những chiếc xe hàng nội địa Nhật như này thì các bác cứ nhắn tin giúp em. Thì em hoặc là qua địa chỉ nhà em tại số 39 ngõ 325 Giảng Võ, Hà Nội. Và số điện thoại 0915640776. Em sẽ ghim trên cái tiêu đề của cái bài đăng của em. Đấy, còn các bác tiện thì có thể qua 325 Giảng Võ để xem xe cũng như là giao lưu với em. Đấy, em thì chỉ chuyên chơi hàng đấu giá Nhật sách tay về đường bay. Nguyên bản 100%. Đấy, có những xe là lướt và có những cái xe là mới tinh thì em cũng sẽ mô tả chi tiết trong các cái clip mà em đăng và giới thiệu cho các bác. Các bác xem kênh thì cho nhà Jim Mai nút like và đăng ký kênh, chia sẻ kênh cũng như là chia sẻ với những người bạn người thân mỗi khi em về xe mới. Đấy, các cái giấy tờ này cái mấy hộp em để trong nhà nha, em để nguyên nguyên bản luôn, tất cả nguyên giấy tờ. Đấy. Em xin cảm ơn và kính chào tạm biệt tất cả các bác. Hôm nay giới thiệu với các bác chiếc xe 24 inch Kawamura. Cũng rất nhiều bác dặn cái dòng châu nữ nữa, nhưng mà nói thật sự là cái dòng châu nữ mà dùng các cái phanh không phải bằng dây này, tất cả bằng thép ấy, thì nó giá tiền nó ở bên Nhật nó rất là cao. Nên nếu mà thực sự bác nào thích chơi thì hãy inbox thì em sẽ tìm. Bởi vì tìm một chiếc xe nó cũng công phu lắm. Nên là nếu bác nào thích chơi và em sẽ báo chi tiết cái tầm giá và ảnh ở bên Nhật về cho các bác. Giảng Võ rất là đẹp. Đấy, nhà em thì ở ngay chỗ chân cầu vượt đi bộ bên kia đi vào các bác nhá. Đấy, chân cầu vượt đi bộ đi vào. Còn đầu bên kia là Đê La Thành. Còn đầu bên kia là Đê La Thành, đèn đỏ xe hành đỏ Đê La Thành. Đấy thì em nhà em ngõ 325 ở ngay bên các bác đi từ trên xuống thì nó bên tay phải. Đấy, Giảng Võ, đây ga Giảng Võ này. Đây là một bít BRT. Còn ga tàu điện trên cao ở tận dưới kia cơ. Và Jim Mai xin được tạm dừng video tại đây. Xin được kính chào tạm biệt và cảm ơn tất cả các bác. Cảm ơn các bác đã ủng hộ Jim Mai rất nhiều trong suốt thời gian vừa qua.